người góp công, người góp sức. Những dòng trạng thái này của Đại Nghĩa và những dòng bình luận phía bên dưới khiến nhiều người khi đọc được cảm thấy ấm lòng. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, bài viết của nam MC nhanh chóng nhận về hơn 21.000 lượt like và yêu thích, khoảng 2.500 lượt bình luận và gần 10.000 lượt chia sẻ chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Là một trong những nghệ sĩ thường xuyên làm việc thiện, không lạ gì khi mỗi lần Đại Nghĩa xuất hiện, anh đều làm việc với vai trò là người giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhận thấy tình hình đại dịch đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của nhiều hộ gia đình, mới đây trên trang cá nhân của mình, MC Đại Nghĩa đã có dòng trạng thái với nội dung bày tỏ mong muốn giúp đỡ những trường hợp khó khăn thực sự, nhằm góp một phần giúp đỡ bà con nghèo vượt qua dịch Covid-19. Cụ thể, nam MC viết: bà con trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hãy comment địa chỉ, tên và số điện thoại người nhận cho Nghĩa trong những trường hợp sau. Nếu nhà các bạn thực sự khó khăn trong mùa dịch này, nếu nhà hàng xóm của bạn mà bạn biết họ cũng rất khó khăn, nếu bạn biết những người bán vé số đâu đó, nếu bạn biết những hoàn cảnh nào đó mà bạn có thể đến tận nơi, Nghĩa sẽ gửi Grab hoặc nhờ các cộng sự gửi đến mỗi hoàn cảnh như vậy 10 kg gạo. Đại Nghĩa cũng cho biết hiện tại anh và những người cộng sự vẫn gửi gạo đi với số lượng lớn cho bà con nghèo. Anh viết thêm: tại Sài Gòn, trước mắt Nghĩa sẽ làm cách này để có thể đi sâu, đi sát thêm đến với những hoàn cảnh khó khăn ngay lúc này. Khi nhận được gạo, chỉ cần các bạn chụp hình lúc nhận hoặc trao gạo và gửi hình lại cho Nghĩa là được nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và cuộc sống của nhiều người. Do đó, hành động của nam MC nhận về không ít phản hồi tích cực của cư dân mạng. Ngay dưới bài đăng của Đại Nghĩa, rất nhiều bình luận được để lại. Đó là số điện thoại, địa chỉ của những người cần được giúp đỡ. Không ít người còn bày tỏ mong muốn được góp công sức hỗ trợ Đại Nghĩa trong việc phân phát gạo đến với những hộ gia đình khó khăn. Thank you.